Việt Nam Link cùng bạn tìm hiểu và khám phá những điểm tham quan du lịch nổi tiếng trong nước và nước ngoài. Hãy tham gia cuộc thi trực tuyến cùng bạn khám phá các điểm du lịch nổi tiếng từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 của truyền thông mạng xã hội Việt Nam Link để có cơ hội đoạt các giải thưởng. Ngay từ bây giờ bạn có thể truy cập www.vietnamlink.vn đăng ký tài khoản để cùng phát triển cộng đồng du lịch online và sẵn sàng chuẩn bị tham gia cuộc thi trực tuyến trên từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 và đón nhận những giải thưởng hấp dẫn. Biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, phút tì lao gió thổi trên.